chào cô chú chị. Em là Điền đây, chào mừng cô chú chị mình đã quay trở lại với kênh của em Điền. Hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Hoa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em Điền mới chủ mới gửi một lô đất mà em thấy giá rất hợp lý, nên là em sẽ quay liền cho cô chú chị mình cùng xem cái bất động sản này. Thì trước mắt thì em nói sơ qua bất động sản này là gần 3.000 m², có 22 m mặt tiền đường và sâu 122 m, nửa hậu 25 m, mà bán chỉ có là 1.7 tỷ thôi cô chú nhỉ. Mà đất phủ hồng nha, lên đường thổ cư, khu dân cư, quy hoạch khu dân cư. Thì trước mặt của cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa nè. Mình đi được này là mình đi ra được tỉnh lộ 329 đó. Thì 329 đó, từ đây ra đó thì khoảng là 900 m thôi là ra tới rồi. Đất mình thì cách cái đường nhựa này vô khoảng vài chục mét thôi. Chỉ có vài chục mét thôi. Đó, tới kia là tới đất rồi. Và cái đường bên này thì mình đi vào khu dân cư, nói chung là khu dân cư bên phía này cũng khá là thưa thớt, nhưng mà có dân cư nha, có dân cư. Mình bây giờ em đi sẽ vô đất mình, thì cái đất mình có mặt tiền đường là đường đá, rộng khoảng là 6 m, tương lai chắc cũng là lên nhựa thôi, nhưng mà hiện tại là mình cứ đường đá thôi. Đất mình thì hiện tại trên đất mình thì đang là cô chú chị, cây nhãn cũng khá là có nhiều năm tuổi rồi đó. Lúc trước thì ở đây có dân ở, nhưng mà người ta bán và người ta đập nhà rồi, những cái nhà này tháo dỡ hết rồi. Rồi cái đất của mình đây, cái lô đất em Điền muốn giới thiệu mình đây là từ ranh này ha. Em đi bộ chút xíu là vô tới đất mình rồi nè. Đó. Thì ranh của mình đây. Đó. Ngay từ đây. Thẳng lui là 122 m. Đó. Sâu 122. Trời đất ơi. Đất này rẽ còn gì bằng nữa. Rẽ đẹp mà quy hoạch tốt. Quy hoạch được ở. Đó. Qua đây là một. Qua đây là mặt tiền đường. Được 22 m nè. Đó. Rất là sâu luôn. Nở hậu 25 m lần. Đó. Sâu vô tốt. 122 m, gần 3.000 m², chính xác của nó là 2.700 mấy chục m² đó. Thì hiện tại trong sổ thì sổ đất trồng cây, nhưng mà quy hoạch đất ở mình có thể lên thổ cư được. Trong đất mình thì nhãn này, tại vì gia chủ mình thì cũng kẹp tiền là cũng phải bán cái giá này. Giá này thì em thấy là tương đối rất là hợp lý luôn. Chỉ có 1.7 tỷ mà 22 m một tiền đường, tính ra chưa tới 100 triệu một mét luôn á, mà chỉ có mấy chục triệu một mét thôi, mà chiều sâu thì sâu 122 m luôn, quá tuyệt vời luôn. Em đi nãy giờ mà chưa hết đất luôn á, trong đất này, nhãn, dường như là nhãn trồng hết đất luôn cô chú anh chị mình. Từ, nói chung là cái đất mình mà đi ra tỉnh lộ 329 đó thì khoảng gần cây số đó, thì ra ngoài đó gặp ngay ủy ban xã Hòa Hội luôn. Nói chung là cái vị trí thì nằm ngay trung tâm, nằm ngay trung tâm xã Hòa Hội. Ồ, tính ra là đất bên này tới đây là hết ranh đất rồi nè, mà đất mình còn lui nữa. Đất mình lui chút xíu, 20 m, 30 m gì nữa mới tới hết đất lần. Nói chung là đất mình là so với khu vực này là sâu nhất luôn á, cô chú chị mình. Vị trí thì ngay trung tâm thì đầy đủ. Khu này khu dân cư này là cũng có là sử dụng điện và nước máy rồi. Đây mà theo như em Điền nói đó, thì ra tỉnh lộ 329 hay khoảng gần cây số, thì tỉnh lộ 329 đó mình sẽ giao với lại quốc lộ 55. 55 đó mình đi được biển Bình Châu, biển Hồ Tràm, biển Hồ Cốc, và ra trung tâm huyện Xuyên Mộc, cũng như là đi được thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu. Từ đây mà ra quốc lộ 55 cũng như trung tâm
khoảng là 10 đến 15 cây số ra khúc đó. Còn mà đây ra ngoài biển Hồ Tràm thì khoảng 20 đến 25 cây. Nói chung em điện thì em điện chỉ án chừng thôi, chứ mà nói chính xác thì không thể mà chính xác được, thì mình nhắm khoảng khoảng đó thôi. Bây giờ em đang quay giờ trưa mà gió thổi rất là mát luôn. Bây giờ em đang quay là khoảng chắc là 12 giờ trưa đó. Gió thổi rất là mát. Khí hậu ở đây thì tương đối là mát mẻ đó. Đây, anh chị có thể thấy này, ngoài này có điện này. Đó. Tại vì ở đây là trước đây là có dân cư ở rồi, nhưng mà những người này người ta bán đất này là người ta đi chỗ khác sinh sống đó, nên là để lại đất trống. Gì thấy không? Đất bên này sâu vô tới đó thôi. Còn đất bên này sâu vô chưa hết đất mình. Đất mình là sâu nhất khu này luôn á. 1,7 tỷ. À, giá này là giá hữu nghị bán nha cô chú chị. Thì nói chung là chủ đưa ra giá để bán thì mình có thể là thương lượng bớt được giấy tờ đó cô chú chị mình. Cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em nha. Em sẽ dẫn cô chú anh chị xem thực tế được. Nếu mà cô chú chị mình thị trí á, thì mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng về cái phần giá cả nữa. Rồi em Điền xin kính chào và hẹn gặp lại clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình.